Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều người gặp phải tình trạng đi ngủ sớm vào buổi tối nhưng sáng hôm sau vẫn thức dậy một cách khó khăn và mệt mỏi. Nếu dậy sớm vào buổi sáng luôn là thách thức đối với bạn, hãy thử một số mẹo nhỏ dưới đây để khiến cho điều đó trở nên dễ dàng hơn. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống. Theo tổ chức Giấc ngủ quốc gia Mỹ, một giờ trước khi đi ngủ, bạn nên bắt đầu những thói quen để sẵn sàng cho giấc ngủ. Bạn nên tắt điện, tắt các thiết bị điện tử, thư giãn cơ thể bằng việc tắm nước ấm, đọc sách, thiền. Sau một thời gian, bạn sẽ thấy việc thức dậy vào buổi sáng sẽ thoải mái và đơn giản hơn. Nếu bạn cảm thấy lào đảo trước khi thức dậy, điều đầu tiên là đưa đồng hồ sinh học của cơ thể trở lại đúng hướng ánh sáng mặt trời có tác động trực tiếp lên gen kiểm soát đồng hồ sinh học nhờ vậy sẽ giúp bạn tỉnh táo hơn vì vậy để giúp tỉnh táo hơn khi thức dậy chúng ta có thể mở cửa sổ cho ánh nắng tràn vào phòng nếu trời vẫn còn tối hãy bật đèn để đánh thức cơ thể dậy nếu bạn không thể đưa được ánh sáng tự nhiên vào trong phòng ngủ của bạn hãy xem xét đến những chiếc đèn phòng ngủ có thể từ từ sáng lên mô phỏng ánh sáng mặt trời lúc bình minh. Theo Reader's Digest, nhiều người sợ phải đối mặt với một ngày làm việc mới, nhưng nếu điều đầu tiên, ngay khi vừa thức dậy khiến bạn dễ chịu, việc tỉnh táo vào buổi sáng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đó có thể là uống một tách cà phê, viết nhật ký, nghe nhạc hay đọc câu chuyện yêu thích điều đó khiến cho bạn có một khởi đầu tốt về mặt cảm xúc mọi thứ sẽ thoải mái hơn bạn cũng có thể di chuyển nhẹ nhàng trong nhà hay tập những động tác thể dục đơn giản lúc đầu bạn nên tập nhẹ nhàng để cơ thể làm quen vì nếu tập quá sức sẽ gây tác động ngược lại khiến cơ thể uể oải và thiếu năng lượng trong nhiều sách và tài liệu của các vị thiền sư hay những người có nhiều trải nghiệm về thiền thì sáng sớm là thời điểm lý tưởng nhất để ngồi thiền đó là khi tâm lý chúng ta còn tươi mới chưa bị những vướng bận đời thường hay các vấn đề về trách nhiệm đè nặng ở trong lòng bên cạnh đó là thời điểm buổi tối trước khi đi ngủ lúc này sau một ngày làm việc và hoạt động căng thẳng việc ngồi thiền sẽ giúp chúng ta tĩnh tâm lại thư giãn đi vào giấc ngủ dễ dàng và sâu hơn Việc bạn làm đầu tiên vào buổi sáng sẽ tác động đến cả người. Vì thế, việc ngồi thiền vào buổi sáng sẽ giúp bạn có một ngày tuyệt vời. Khoảng thời gian tốt nhất là trước khi bạn ăn sáng. Nhưng với những người mới tập thiền, đặc biệt là những người đang bị stress, việc ngồi thiền có thể sẽ gây khó chịu. Nếu để đồng hồ báo thức gần tầm tay, bạn có thể tắt nó dễ dàng và có thể ngủ quên nên để báo thức xa giường ngủ, bạn sẽ phải rời khỏi giường để tắt nó và điều đó khiến bạn dễ dàng thức dậy và không thể đi ngủ tiếp. Lưu ý là không nên chọn âm thanh báo thức khiến bạn khó chịu vào mỗi buổi sáng. Theo các chuyên gia, thay vì mang lại cho bạn sự tỉnh táo việc chợp mắt ngủ thêm sau khi tắt chuông báo thức có thể thực sự làm tăng mệt mỏi và làm bạn cảm thấy buồn ngủ hơn nguyên nhân là do thời gian giữa hai lần báo thức là quá ngắn khiến cơ thể không đủ thời gian để trở lại giấc ngủ sâu hơn nữa sự thiếu nề nếp khiến não bối rối về ý nghĩa thực sự của tiếng chuông báo thức và nhầm lẫn nó với đồng hồ sinh học của cơ thể Đối với những người có thói quen tắm sáng, không có cách nào khiến cho cơ thể tỉnh táo bằng cách tắm gội sạch sẽ cả. Sau một giấc ngủ dài, dòng nước ấm có thể đánh thức các tế bào, tăng lưu thông máu, khiến cho cơ thể thoải mái và thư giãn. Ngoài ra, những người thường tập thể dục vào buổi sáng thì còn cần phải tắm hơn 3 giờ hết. Theo một số chuyên gia về giấc ngủ ở New York cho biết, có sự khác biệt rất lớn đối với những người có thói quen tắm sáng, nó có thể làm tăng sự tỉnh táo nhưng mọi người nên tắm với nhiệt độ nước ấm vừa phải, tránh quá nóng hay quá lạnh để hạn chế tình trạng bị sốc nhiệt. Kinh nguyệt và những vấn đề cần lưu ý sẽ là nội dung chính chúng tôi muốn truyền tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.